Hello, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Hôm nay là mình quay lại mình review một chút xíu về cái con game là Vormu 2. Các anh em có thể là gõ là Vormu 2, Vlog 2 hoặc là Log 2 đều ra hết nha anh em. Và đặc biệt cái phiên bản Log 2 này thì các anh em lên Google gõ ra và tải về cái app APK. Chứ nữa mình sẽ có để một cái link chi tiết vào cái phần comment để cho các anh em vào trong đó có thể là tải nha. Và đây là một cái con game phiên bản Log 2 ở ngay Bloons server Hoàng Gia. Hiện giờ mình đang vào trong đây. Điều thứ nhất là mình sẽ review cho anh em một cây đồ mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì server này up vào ngày 13 tháng 1. Hiện bây giờ là 23 tháng 1 thì đâu đó sẽ được 10 ngày nha anh em. Và tiếp theo là mình sẽ review một cái bản master của một con Magit, còn gọi là đấu sĩ, đang làm mưa làm gió tại cái server Hoàng Gia này để cho các anh em xem. Và nó có hai đường để cho các anh em đi rất là gõ gạch luôn. Đầu tiên là mình sẽ vào trong đây, mình cho anh em biết ngay và luôn cái set đồ của mình đang dùng là cái set đồ gì. Hiện giờ ở một cái giai đoạn đầu game của một cái server mới ra. Hiện tại server này đang là server mới nhất và hot nhất ngay thời điểm hiện tại luôn. Ở đây là 1m2 8 con Magit, thì các anh em biết là cái độ hot của nó như thế nào rồi nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái set này, còn gọi là một cái set hồng long. Cái set hồng long của chúng ta là cái cấp độ là 380. Đây là một cái set cuối nha anh em. Mình đã cộng 7 cho em nãy, kèm theo đó là hai dòng lúc. Đặc biệt đây là một cái set đồ trắng tinh thôi, không có cái dòng ép nào hỗ trợ hết. Nhưng được một cái là nó thủ cao, nó không bổ trợ cho chúng ta đam, nhưng mà nó bù lại cho chúng ta đét. Thì chúng ta thủ cao ở giai đoạn đầu, người nào thủ cao đam to là người đó là vua, chùm là chúa. Ở đây là set đồ của mình là 4-1, tại vì con MG nó không có cái mũ. Anh em nào chơi có cái mũ á là phải cần có thủ thuật, mà ở một số server làm, còn một số server là không có làm nha anh em. Đặc biệt là PC là sẽ có gắn mũ cho Magit được luôn, nên cái đó là các anh em đừng có mà cái mồm chữ A mà cái mỏ chữ O nha. Ở đây là tiếp theo mình sẽ cho anh em xem một cái tay. 4 món in 1 cũng đều là cộng 7, đều là set cuối, cũng đều là lúc hết. Tiếp theo là tới cái chân. Và một cái điều bắt mắt để cho anh em nhìn vào màn hình tự giờ, các anh em chắc chắn sẽ có cái dấu chấm hỏi vì sao mà mình có một cái cặp là bá dương kiếm lại đẹp như vậy anh em. Vì mình đã có chia sẻ, có review cho anh em biết là khi mới vào trong game, các anh em hãy bật cái độ sáng max pin nhất có thể. Các anh em hãy chỉnh qua chế độ là OLED item. Cái đó là mình đã có chỉnh sửa rồi. Anh em nào không biết xem cái video này mà không nhớ thì mình có thể mình nhắc lại. Tiếp theo đây là một nhân vật chính đây. Các anh em thấy là cái lượng phép không? Cây này là cây lõm nha anh em, không phải là cây ép, nhưng mà cái đam phép em ấy kìa, 187 phép. Kèm theo đó là cái lực công tay, các anh em nhìn vô chỉ số đếm không hết, đếm mỏi miệng luôn, không hết. 2374, khi mà max pin lên sẽ là 3635. Thì các anh em thấy coi, lực tay rất là kinh khủng luôn. Khỏi cần đeo cái gì hết, khỏi cần phụ trợ nhẫn, dây chuyền, đại quỷ gì hết. Nhưng mà cái đam tay, cái đam chiến của em ấy lên rất là cao. Mình sẽ cho anh em xem, đam tay của em ấy sẽ lên là 19k, trong khi đó là mình cộng max pin vào E này E thì nó chỉ đam phép là 18k. Còn trên đây là XTG không cộng, anh ghi mình chỉ cộng nó có 7k thôi. Còn khi đi BK thì các anh em cộng tầm khoảng là 4k đảo lại là chúng ta có thể là BK ngon rồi. Tiếp theo là mình sẽ có một cái win cho máy. Cái win này thì anh em sẽ đeo được hai class phù thủy và class MG. Tại vì MG nó sẽ đi theo hai hệ, một hệ chiến và một hệ phép. Cái win cho chúng ta là tăng tấn công nhanh nhẹn lên 20, lực chống đỡ là 15, gia tăng sát thêm là 5%, hấp thụ sát thêm là 5%. Nếu cái này cộng lên 7 nữa thì chúng ta có thêm một cái sát thương nho nhỏ nữa nha anh em. Tổng quan thì cái set đồ của mình rất là cùi chuối, nhưng ở một cái giai đoạn đầu nhiều anh em mơ ước cái gì đó. Cái gì đó? Ông này ông làm cái gì? Cái con Magit mà nó đeo win phay, cái đó là cái thủ thuật nha anh em. Đeo lên được, để lên trên Ikagut, nó không có phụ trợ đam, chỉ đeo lên được. Và nhắc tới đây thì mình có mấy cái clip ở thời xa xưa, mình có cổng con gấu trên đầu nè, có để cái huy hiệu lên trên đầu nó, ôi mình làm tùm lum hết. Những cái đó là những cái thủ thuật khi mà các anh em nhờ mo người ta làm. Không nói nhiều nữa, và cái điểm master cái máy. Điểm master cái máy, khi mà các anh em ở một cái giai đoạn đầu, dựa theo cái tình thế và cái tình hình là em ấy cực kỳ khỏe, thì các anh em có thể là chơi theo một hướng là mắc đam. Mắc đam là các anh em chơi xuống sát, là khi vào BK là các anh em là 1-1 luôn, là các anh em cộng cái tắp C trước cho mình. Ở trên đây là các anh em cộng vào cái ô đầu tiên, tiếp theo là cộng kiếm một tay. Hai tay là mình sẽ dùng hai kiếm nha, là có hai tay dùng một kiếm nha anh em. Ở trên các anh em có thể là cộng dài xuống. Cái này là tới giảm mana tiêu hao thì cũng không cần tới. Và
trên đây cộng dài xuống, đây có thể là cộng qua, cái này có thể là tham khảo nha. Cái ô này, hai ô này các anh em thừa điểm có thể là cộng lên mắc pin cho mình, mắc pin là 20 điểm nha anh em. Để mà mình bổ sung qua bên đây, mắc pin thì các anh em thấy cái dòng này nè, tỷ lệ nhân hai sát thương, trong khi đó con MG chúng ta cộng tốc càng cao thì chúng ta lấy tốc độ bù qua đam thì tốc nó quạt ra càng cao, nó sẽ được nhân 2 và nhân 3 đam, kèm theo đó là mình có tỷ lệ phần trăm nhân 2 nữa. Thì thôi các anh em thấy rồi, Magis nó quạt thứ gì chịu nổi anh em. Tiếp theo là mình sẽ có một cái ô để cho các anh em tò mò là làm sao mà cộng vô này, nhất thiết farm cũng vẫn cộng và BK cũng vẫn cộng, dù muốn dù không gì cũng phải cộng, vì đây là game BK nên anh em phải có cộng vào trong đây, là khả năng loại bỏ phòng thủ của đối phương. Các anh em hãy cộng vào trong đây thật nhiều vào thì chúng ta loại bỏ thật nhiều nha anh em, loại bỏ nhiều tương đương là chúng ta có thể là quánh thẳng vào trong HP luôn, không cần phải quánh qua giáp, không cần phải quánh qua bên HD, mình đã loại bỏ phòng thủ của nó rồi thì nó có hai phòng thủ, một cái phòng thủ là HD, một cái phòng thủ là giáp chủ. Mình đã loại bỏ phòng thủ nó thấp xuống rồi thì khả năng mình quánh vào trong HP nó sẽ cao hơn, mình sẽ hạ đối phương dễ dàng hơn. Bên cái phần này thì các anh em dùng cái skill này, skill Monlash, skill quét nhà thằng trưởng thì chúng ta có thể là BK tốt rồi. Còn đi farm thì anh em cộng bên hướng NE để mình đi quẩy gồng, mình farm cái diện farm cho nó rộng chút xíu. Bỏ qua cái tab giữa thì cái tab A là cái tab đầu tiên, chứ giữa là B và cuối cùng là C. Thì hai đường chúng ta có thể là cộng đường C chứ cũng được. Còn nếu anh nào ăn chắc mặt bền muốn cò nhây thì các anh em cộng cái bảng A trước cho mình. Bảng A anh em cộng vào trong đây. Đầu tiên cho mình là cộng 20 điểm thì chúng ta có khả năng né tránh BWB. Tại vì con này các anh em biết là cái đam nó to nhưng mà máu nó mỏng và nó thủ cực kỳ là yếu. Nên anh em lấy thủ nhiều cho mình. Tiếp theo anh em cộng dài xuống đây cho mình. Đây, hai ô này là bắt buộc phải cộng nha. Đảm bảo anh em, hai ô này bắt buộc phải cộng, mình phải phí vào trong đây 20 điểm. Nó không phí quá nhiều đâu. Và bên đây anh em có thể là cộng qua bên đây, nhưng hiện giờ là mình chưa có đi BK nhiều nên mình cộng theo cái lối như gì nha anh em. Là các anh em phải cần tốn vào trong đây 10 điểm thế này, mát HD là anh em phải tốn vào trong đây 10 điểm nữa. Cái ô này giờ chúng ta không cần cộng cũng được. Cái ô này này nha, ô chính giữa này. Còn các anh em mà có cái lối cộng riêng thì các anh em có thể là biến chế thêm tốc độ phục hồi HD, tại vì trong đây cái HD của mình rất là mỏng. Ở giai đoạn đầu game vô nó tác có một hai cái lên HD của mình nó đã xong rồi. Nó không có những cái phụ trợ mà để cho HD của chúng ta dày lên. Nếu mà HD của chúng ta dày có thời gian nó phục hồi thì chúng ta hãy cho nó phục hồi. Còn cái này HD của chúng ta cực kỳ mỏng luôn, nó vô nó tạt một cái hai cái là chúng ta đã hết HD, chúng ta bắt qua bên HP. Vì sao mà mình phải cộng vào trong đây? Đã cộng tự động phục hồi HP, khi chúng ta cò nhây được một hai tác thì HP của chúng ta đã phục hồi lại chút xíu. Kèm theo thủ thuật là chúng ta có thể là bơm HP bằng tay hay là auto gì đó thì các em có thể là bơm lên, nó sẽ lợi thế hơn nha. Còn trên đây là cái này phải cộng này, mát nè, bát HD tăng, cái đó là phải cộng nha. Và hai ô này bắt buộc là phải cộng cho anh em đây, hai ô phòng thủ, tại vì MG thủ rất là mỏng nên anh em phải cộng vô phòng thủ nha. Cái này là thuộc tính này chúng ta không cần nữa nha, tại vì phiên bản lớp 2 không có thuộc tính đâu. Ở đây là khi trang bị đầy đủ những cái món đồ trên ngôi là người ta có đẩy nè, áo quần tay chân mũ thì anh em sẽ được phòng thủ. Còn cái con MG này cái mũ đâu mà phòng thủ anh em, nên anh em chỉ cộng là 10 thôi, cộng 20 nó cũng không có tác dụng gì mấy. Anh em chỉ cộng 10 để kích sáng được mấy cô bên đây. Còn bên đây trước mắt anh em phải cộng 15 hoặc là 20 điểm cho mình. Mình nhắc lại cho anh em biết luôn, phiên bản của lock 2 này nó sẽ dựa lên 80% là chơi theo cái hội phản. Phản càng nhiều là mình BK càng cứng nha anh em. Tiếp theo là anh em phải cộng vô mấy ô này. Ô này là bắt buộc phải cộng nha. Đủ điểm là anh em cộng 3 cái ô này cho mình. Là cái ô này là ô HP, ô này ô nhanh nhẹn và ô này là cái ô sức mạnh của máy. Cộng vô đó đi anh em, không phí đâu. Tiếp theo là các anh em cộng vô hai ô này. Khi mà MG đâu có chơi khiên làm gì mà MG phải chơi bà kim. Ở đây người ta có ghi rõ nè, thì chúng ta có cơ hội chặn tất cả các đòn công vật lý nè. Khi mà chúng ta sử dụng là kiếm, chùy, thương, rìu thì anh em sử dụng những cái đó là có thể là ngăn chặn được đam vật lý thì mình cộng vào đây. Còn ở đây bắt buộc là phải cộng luôn, có một điểm cộng luôn cho máy. Cái này là tăng 5 điểm phòng thủ cơ bản, phòng thủ này không thể bị xuyên qua. Thì các anh em có 20 điểm, các anh em cộng vô trong đây 20 điểm cũng vẫn ok luôn, mà khuyến khích anh em cộng 20 điểm thì người ta đãi nè, tăng 5 điểm phòng thủ nè, là phòng thủ này không thể nào xuyên qua được thì anh em sẽ có một cái giáp cực kỳ dày luôn. Master này là mình đang đi theo cái hệ chiến, hệ quét nha anh em, chứ không phải mình đi theo hệ phép. Vì nó cũng có bên hệ phép thì hệ phép anh em cộng cũng tương đương vậy thôi. Hệ phép thì các anh em cũng ở trên đây cộng dài xuống thì anh em đi bên gậy, thì ở bên đây là nó sẽ có những cái ô phép cho anh em cộng dài xuống. Và ở dưới đây thì nó cũng gói gọn lại chung với nhau. Bên đây là chiến và bên đây là phép. Bên đây cũng vậy, bên đây là chiến còn bên đây là phép. Còn cái phần tab A thì nó cũng y chang một mực một thôi, nó không có cái gì quá nhiều. Đây là một cái bảng master để mà mình chia sẻ lên cho anh em, mình phân tích những cái ô nào mà cần cộng để cho các anh em không bị lăng tăng, không bị bỡ ngỡ khi mà vào trong đây cộng. Cộng cái ô nào trước, cộng bên cái hướng nào trước. Một bảng master chính thống của một con nhân vật của mình lúc nào cũng vậy, có một tab công, một tab thủ. Ở đầu
thì là cái tập thủ và ở cuối là cái tập công, chính giữa là cái sát thương của kỹ năng, là sát thương của skill á. Thì nó sẽ chia ra hai hướng rất là rõ ràng luôn. Anh em thích thủ thì anh em cộng cái tab A trước, còn anh em thích công thì anh em có thể là cộng cái tab C. Đây là một cái bảng build-in để mà mình cộng để đi farm. Thì hiện giờ mình cộng như gì thì mình thấy mình farm rất là lẹ. OTG thì mình không cộng, anh ghi thì mình cộng tầm khoảng là 7k 8k đảo lại thôi anh em, còn bao nhiêu mình sẽ cộng dồn hết vào mana. Thì mình sẽ dụng vô là cái cặp kiếm nó có tăng phần trăm phép để mình kit quái cho nó nhanh gọn lẹ, level của mình lên nhanh, mau khỏe mau mạnh nha. Hiện tại top ở server hoàng gia này chỉ mới là 55 lần reset, khi mà các anh em mới vào chơi là sẽ được tặng 15 lần reset, tương đương là reset lần đầu các anh em sẽ được 5k buy-in, kèm theo đó là sẽ được tặng một gấu. Vì ở một cái server mới các anh em vào trong đây là chưa có đồ core de để hỗ trợ cho anh em. Nhiều anh em hỏi là có core de để hỗ trợ không thì cái đó là chưa có nha, tại vì top mà còn chưa có đồ mà. Ở trong phần đồ thì hiện tại bên server ở hoàng gia này chỉ có hai map rơi ngọc thôi. Cái map thứ nhất là cái map Ikagut, map thứ hai là map Ba Gắt, và hai map đó là cái lượng S lên cao nhất. Hôm nay là ngày thứ 10 thì ngọc ở server là vẫn còn rất là nóng, rất là hot luôn. Một viên gần 1k decon, các anh em thấy không? Thì các anh em treo một lát là sẽ bay ngay. Còn vào trong phần cái cánh thì hiện giờ anh em nào sử dụng một cái cánh là cực kỳ đắt đỏ luôn anh em. Các anh em thấy chưa, một cái cánh cùi thôi cũng là 7k nè, cánh tiên nữ nè. Bên đây là cái cánh này cánh gì đây? À, còn gọi là cánh đắt kim magic đồ dùng chung á thì bán đâu thì cao dữ vậy, 14k. Còn bên đây cái cánh này cộng mấy đây? Cái cánh lúc luôn anh em ơi, phục hồi mana lúc luôn thì sẽ được 8k nè. Quá ngon lành nha. Có lúc như vậy thì anh em giả lên cộng chín rất là nhẹ nhàng. Còn không có lúc á, thì các anh em nó hơi thốn chút xíu. Ở giai đoạn đầu thì không có lúc thì nó hơi khổ chút xíu nha anh em, tại vì ngọc nó quá chát luôn. Mình sẽ vào những cái set đồ cơ bản xem có những có siêu phẩm không. Ở đây có một cái siêu phẩm của quyền năng 380, thì anh em có thể là mua cái quần này được. Qua bên tới cái lượng áo chưa có siêu phẩm nha. Có trang thứ hai, trang thứ ba, à có một cái siêu phẩm ở đây, một cái siêu phẩm đó là áo thần ma, dùng để cho đẹp nha. Bên đây là cái chân nha anh em, chân chỉ có chân của GF thôi anh em ơi. Và mũ được một cái mũ thái dương cực kỳ là ngon luôn, cái mũ phản. Anh em nào fan của DL thì vào trong đây nha. Tới phần tay thì cũng không có cái gì nhiều, tại đây là một server mới nên không có những cái đồ mà cao sang hay là quý giá hay là vương tầm vũ trụ. Tiếp theo đó là vào những cái cây kiếm đây, những cái kiếm các anh em thấy nè, mấy cây bá vương kiếm như gì đây mà bán gần 1k để con, nhưng mà không có đủ để bán nha nè. Mình nhắc lại là không có đủ để bán luôn, tại vì nó cực kỳ hiếm. Ở cái giai đoạn đầu nó không có gơi luôn, nó gơi theo ngẫu nhiên, và khi mà AD người ta mở ra thì người ta nó mới có gơi, chứ không phải là pha một lát là gơi đâu. Tiếp theo là qua cây gậy cũng vậy, gậy thì chỉ có gậy bò cạp là nó hiếm, bò cạp và thiên sứ nha. Mình xem có cây bò cạp nào không. Hôm nãy mình thấy lóng thoáng là có một cây bò cạp nha, bò cạp còn gọi là thằng ma đây. Thằng ma bán tới 1k là các anh em, nó rất là cao luôn. Cung và nỏ thì các anh em hãy thiên qua một cái bên, đó là cung thái bình nha, cái đam to nhất nha. Có một cây cung thiên thạch, cây này cũng rất là ngon nè anh em, nó hồi cả mana cho anh em, phải cái dòng 10 nữa thì nó là siêu phẩm. Và đây là của thương thủ, thương thủ có một cây này ở những phiên bản khác, cây này là ở level 400 nha anh em, là hoàn hảo và bên mana nữa. Ai fan của thương thủ đâu, vào cho đây bưng cái này đi anh em ơi, có dòng 10% kìa. Thái dương luôn, có một cây thái dương mana luôn, sao không anh em nào bỏ nhờ, mana cũng ổn nha. Bên đây là đại dương nè, bên đây là ánh sáng nha, cây này là cây quyền thoại của cái phiên bản season 2 nha, nhưng mà cái giá nó hơi cao. Toàn là siêu phẩm anh em à, mấy anh em nào mà quăng ra đầu thương thủ chắc có hơi thất vọng chút xíu, tại vì thương thủ hiện tại bây giờ á, những anh em nào đam mê thì mới chơi được thôi, còn những anh em mà không đam mê là không có thể nào mà gới vô thương thủ được đâu. Qua video review của mình cho anh em xem một cái cây đồ được xem là nó sáng nhất ngay thời điểm hiện tại, và một bản master đã cho Magic chiến ở ngay và luôn tại server hoàng gia. Anh em nào muốn trải nghiệm thì vào trong đấy để liên hệ qua bên mình để mở khóa lên nha, vì đây là một server hạn chế cờ lon 100% luôn, hạn chế thấp nhất có thể. Những anh em nào mà muốn tạo, muốn vào trong đây chơi thì phải thông qua bên mình để mà mở lên, thì mở lên là bên mình sẽ có nắm ID của anh em không có tạo nhiều được đâu, nên ở server rất là sạch luôn, không có vụ mà cờ lon tràn lan bãi quái rất là nhiều, anh em chơi rất là đông, rất là ổn luôn, không có vụ mà cờ lon treo bãi quái, chiếm bãi quái của anh em đâu. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.